Tao bữa tối cả nhà. Trời ơi, nó update cái gì nữa rồi mọi người ơi. Thấy đường rít ráy gì luôn. Hello, chào bữa tối cả nhà. Chúc mọi người tối như vậy. Cả nhà xem được livestream comment giùm mắm nha. Bà update cái gì nữa rồi mọi người ơi. Cái giao diện đã không thấy đường thấy xá đeo kiến rồi. Cái gì nữa vậy trời. Bà nội Facebook, bà update cái gì nữa, bà đổi giao diện nữa rồi mọi người ơi. Mọi người xem được livestream comment giùm mắm nha. Chết rồi, chân trời rớt xuống nữa rồi. Đã không có thấy được. Mấy bữa nay phải đeo kính. Gặp bà nội Facebook nữa. Ok, thấy rồi, thấy rồi. À, được comment của mọi người rồi. Chúc cả nhà tối vui vẻ. Hello mọi người, anh chị các bạn mới vô. Chào Tấn Thế, Kết Duyên nè, Lão Mông, Lì Bé, chào Chánh Hiếu, Sen Cây, Khờ Bé, Trấn Trương, chào Văn Bảo, hello Khánh Tiên nha, Hoàng Bùng, Thành Đô, Hà Nguyễn. Mọi người xem được livestream comment để bấm chào lại nha cả nhà. Bà update cái gì nữa rồi mà em ngu ba cái vụ này lắm mọi người ơi. Bữa nay em đã không thấy đường rồi. Bữa nay mới đeo kính nha mọi người. Tại hôm trước bị đau mắt, bữa nay hết đỏ rồi. Nhưng mà em không dám đeo lên cận. Để chắc vài ngày nữa đi, để cho nó ổn định cái đã em mới đeo kính sát trồng được. Đã bớt bớt dịch, chắc đi bắn mắt cận, bắn laser luôn mọi người ơi. Bực bội quá. Tại vì mới đeo kính này thì cái webcam này nó bắt là sẽ hơi bị chói chút xíu nha mọi người. Nhìn đỡ nha. Để em coi comment ở đây. Rồi view rồi đâu ta. Rồi rồi mọi người cứ comment em thấy em chào lại nha. Bà đổi giao diện rồi làm mắm bị hơi bị rối một chút xíu. Chắc chút xíu. Chút xíu từ từ nó quen mọi người. Hello chào cả nhà mới vô. Chào anh Ngọc Sang nè. Hello Minh Luân nè. Chào bé thích thịt nè. Vận là tôi Nguyễn Nhu nha. Hello mọi người mới vô. Chào ca kê hiền nè. À còn bà nội Google chưa hiện hình đúng không. Cảm ơn Lặng Thầm mới gọi em mama sao nha. Hello mọi người mới vô. Chúc cả nhà tốt vui vẻ. Up game bữa nay là 2 ngày rồi đó mọi người. Bữa nay vô không biết có bị rung tay không nữa. Nay anh em nhớ chuẩn bị sẵn nha mọi người. Chuẩn bị sẵn tinh thần. Chuẩn bị sẵn tinh thần gánh tiêu nha. Chứ em cũng hồi hộp em dữ lắm. Các giao diện này dễ nhìn sao hơn nè. Cảm ơn Quang Thế mới gửi mắm 50 sao. Hello mọi người mới vô. Cả nhà xem được livestream nhé. Hạ Tim chia sẻ giùm mắm nha. Đánh kiểu gì có ông rừng và top đều ASK. Ủa chưa chơi trận nào luôn anh. Ai AFK cơ? Mọi người vô chơi mà bạn nào mà bị AFK bạn nào mà AFK là sẽ bị ghi vô sổ bị đen nha mọi người. Giống như đi học bị ghi vô sổ đầu bài vậy đó. Là mai mốt là sẽ cấm chơi vài bữa. Là em sẽ tìm cách để em xử lý, mọi người yên tâm. Nên là mọi người vô chơi ráng nè, không AFK, không tranh lên giùm em cái. Với lại nếu mà tạ thần công thì mấy để em tạ mình. Cho mớ một mình thôi, em tạ một mình em thôi. Mọi người đừng có tạ chung, anh em ta chơi không nổi. Cảm ơn Hoàng Đệ mới gửi em 30 sao nha. Hello mọi người mới vô, mọi người nhớ Hạ Tim chia sẻ giùm mắm nha. Hôm nay có chơi game nha mọi người. Nói chuyện với mọi người một chút xíu rồi vô chơi. Nay gáy to quá. Bữa nay món khỏe rồi mừng quá. Cảm ơn anh Lặng Thầm nha. Em nói rồi, em bị mấy cái bệnh mà kiểu nó bị trái gió trở trời á mọi người. Bệnh giả đò mà. Có con mắt nè, con mắt hôm qua là bị đỏ, bữa nay nó cũng còn hơi đau đau. Kiểu nó bị nhậm á mọi người. Nên là mắm không có dám đeo kính sát trồng. Chắc em để chừng cỡ 2-3 bữa gì nữa đi rồi mắm mới đeo kính sát trồng vô. Tại lên livestream mà mắm đeo kính này nó bị chói vô lắm. Mọi người nhìn cái mặt nó không rõ. Với lại thường đeo kính vô nhìn nó kiểu nó bị ngu ngu quá mọi người. Nhìn mắt nó bị dại dại. Hơi ghê. Nhưng mà thôi để giữ cho mắt nó sạch sẽ an toàn, cho nó mau lành mọi người. Còn viêm mũi là vài bữa em bị một lần. Anh em nhà mình thấy cưng lắm mọi người. Hỏi thăm quá trời luôn. Sợ em ở trong tâm dịch em bị bệnh. Anh em ta hỏi thăm quá trời. Mà mọi người yên tâm, em bị bệnh nhẹ không. Bệnh bữa hết qua bữa sau bị lại. Lúc này cảm ơn chị Hiền Nguyễn mới gửi em 35 sao. Cảm ơn anh Ngọc Sang, anh Hoàng Đệ mới gửi sao cho mắm nha. Anh Quang Thế, anh Lặng Thầm ạ. Bạn nào còn sao nhớ quăng giùm em luôn nha mọi người ơi. Thả Tim chia sẻ giùm mắm nha. Chị chưa có bật Google. Sao không nghe bà Google. Dạ chứ bật tiếng quên. Hôm nay đeo kính đánh chắc quên. Không có đâu nghe mọi người. Đeo kính là không có thấy đường. Nhiều khi là mấy bạn tưởng đeo kính là nhìn rõ hơn. Chứ đeo kính nó chói mọi người ơi. Nó bị chát.
em đeo kính sát trọng á là cái đèn livestream nó dọi vô mặt là em không có bị chói. Còn đeo kính này là lâu lâu nó chán á mọi người. Đây mà nếu mà thỉnh thoảng mà lỡ mà có combat mà lỡ có làm khùng làm điên là mọi người thông cảm. Gửi sao như thế nào? Mọi người phải nạp được xong rồi mới gửi được nha cả nhà. Anh em mà có tài khoản Momo á, phí Momo á, hoặc là tài khoản ngân hàng mà có liên kết với App Store rồi đó, mọi người gửi nó nhanh hơn, mua nó dễ hơn. Cảm ơn anh Ngọc Sang ạ. Giảm khỏe thôi nha, cảm ơn anh Ngọc Sang nha. Giảm khỏe thôi nha mọi người ơi, cả nhà yên tâm ạ. Cảm ơn mọi người. Hôm qua giờ anh em ta hỏi thăm, ta sợ em bệnh mọi người. Không có bệnh thiệt, nhưng mà tại vì mọi người anh em ta sợ em ở ngay trong tâm dịch, thấy cưng lắm mọi người, người ta hỏi thăm. Mà tại vì em không có tâm dịch em cũng bệnh nữa. Em bệnh hoài à mọi người ơi. Mọi người nhìn cái thân của mắm là các bạn biết là sức đề kháng, sức khỏe nó yếu rồi. Nó yếu đuối rồi, mà mấy bữa nay đâu có tập gym, tập ơi gì được đâu mọi người. Đâu có tập gì được đâu. Cái yếu nó lại càng yếu hơn, yếu lại càng yếu hơn đó. Tội nghiệp anh em ta hỏi thăm quá trời. Em bị sao vậy? Em bị viêm mũi dị ứng thôi mọi người. Mà tại vì off 2 ngày rồi. Một bữa là mắm ốp, hôm trước là em ốp luôn, là bữa đó em bị hơi nặng, em bị hắt xì hơi nhiều á, nên là nói chuyện không nổi, là mắm ốp một ngày rồi. Hôm qua là bị đau mắt, là có lên livestream nhưng mà em lên em hát chút xíu em ốp đó. Nên là nhiều bạn mà không có thấy chơi game á, cái người ta hỏi thăm thấy cưng lắm mọi người, hỏi thăm quá trời luôn, sợ em bệnh. Dạ mà mỗi tháng ốp một lần á, làm gì có mọi người, tháng em làm chừng 8 lần chứ, ở đâu mà mỗi tháng một lần, một tháng em làm chừng 8 lần. Tại vì mắm bị bệnh mãn tính á, nên là trời mà có thay đổi thời tiết một chút xíu, kiểu bệnh trái gió trở trời đó mọi người, cứ thay đổi thời tiết chút xíu là em bệnh. Mà em bệnh em mau hết lắm, mắm bệnh một ngày hết, bị một ngày hết, qua bữa sau khỏe dữ lắm, bữa tới bị lại. Ăn tăng cân cho khỏe á. em ăn em không có tăng cân nổi. Ăn thì cũng được lắm mọi người, ăn cũng ăn dữ lắm, cũng làm khùng làm điên cũng ăn dữ lắm, nhưng mà nó không có lên cân được. Em nghĩ là kiểu ăn nó không có hấp thụ á mọi người, nên là thể lực yếu, phải đi tập thể dục rồi mới được. Ôi em phê lai lam bông rừng, trời đất ơi, làm giật cái mình lên trong sao hết hồn, nhìn lại coi ai. Cảm ơn chị anh đi nhiều ạ, chúc chị tối vui vẻ nha. Cảm ơn chị anh đi. Em khỏe lại là mừng rồi, cảm ơn chị nha. Dạ anh em yên tâm nha mọi người ơi, mắm bị bệnh là bệnh giả đò không à. Em mà bị cái gì mà nặng một cái là em ốp một tuần nè mọi người. Thường đa số là bệnh giả đò thôi. Bệnh kiểu trái gió trở trời, uống thuốc một ngày là hết. Cái gì nhìn giống nhân viên bán thịt heo. Hello mọi người nha, chào anh chị các bạn. Bây giờ mọi người thả tim chia sẻ giùm mắm đi. Lên nói chuyện với mọi người chút xíu rồi là mắm lên, là mắm vô game luôn á. Bu đem đi tiêu hủy chưa? Dạ cái vụ tiêu hủy mà em còn cục xúc thì hôm qua đến giờ đó mọi người. Em bị cục xúc cái vụ tiêu hủy, tức dễ sợ tức luôn, tức mà thiếu điều mà dãy đạch đạch luôn á mọi người. Bởi cho mấy bạn mà không có nuôi chó mèo á, các bạn đọc cái tin mà vụ bị tiêu hủy 15 chú chó đó mọi người, mấy bạn không có cảm được. Còn những người mà người ta nuôi chó thì chiều em mới vừa bót bà cái đợt này bị mấy mẹ chằn game chặn hết rồi. Nó mà nó kiểu nó khó chịu lắm mọi người, nó bị cục xúc kiểu lắm. Em ở tại điểm đó chắc em dãy đạch 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 lại đó, khó chịu lắm mọi người, đọc nghe nó. Tại vì á, nếu như mà thực sự mà có nghiên cứu mà chó mèo nó lây bệnh cho người đó mọi người, ở Sài Gòn người ta đang ở tâm dịch luôn, cả nhà biết em chứng kiến bữa đến giờ luôn rồi. Cái khu nhà em là ông tòa em không có bị, khu hàng xóm, khu kế bên, người ta nuôi chó quá trời luôn mọi người, rồi người ta đi cách ly quá trời luôn, chó người ta gửi qua nhà người này người kia để giữ giùm, xong rồi chủ người ta hết cách ly người ta về người ta nuôi tiếp. Cái người hàng xóm mà người ta giữ giùm luôn đó là mọi người biết là cái khả năng mà lây lan qua chó mèo là nó thấp dữ lắm, thường là giọt bắn nó dính vô lông thôi, chứ con chó con mèo nó đâu có bị dương tính đâu mọi người. Đó nên là chưa có cái nghiên cứu nào mà chứng minh là con chó nó bị bệnh xong nó lây hết trơn. Ở đây là em thấy người ta nuôi mà người ta đi cách ly xong cái là người ta gửi hàng xóm được, rồi cái người ta cắt xong rồi người ta về người ta đón con chó con mèo về. Cái em mới đọc cái vụ kia cái bắt đầu lên tăng sông máu mọi người. Dạ làm thịt hết là anh tự nuôi tự làm, chứ tự nhiên chó nhà người ta ba đầu làm thịt hết ba. Mọi người coi vậy đó. Hồi chiều giờ em cắm chết quá trời luôn mọi người, cắm chết vụ chằn gây đó. Kỳ cục lắm cả nhà. Rồi tự nhiên đâu cái phóng vô làm thịt. Dạ làm thịt một là mình tự nuôi tự ăn đi.
chó nhà anh ta tự nhiên mấy ba mấy má vô mấy má đòi làm thịt người ta. À, hello mọi người, chào anh chị các bạn mới vô. Chọc chúng kèo lắm vậy. Em là em bị hả, máu dồn lên não từ hôm qua đến giờ đó mọi người. Đôi khi là không có muốn phát ngôn mà sợ phát ngôn mất công nó bậy đó. Chứ cục súc quá trời. Mọi người biết, thường á, nếu như mà một cái trường hợp bình thường đi, nếu mà cái trường hợp bình thường có đôi khi là người ta cũng bỏ qua luôn, nhiều khi mình cũng kiểu ức nhưng mà nó nhẹ thôi. Còn các bạn biết sao mà cái trường hợp này mà cộng đồng người ta phản ứng dữ dội không mọi người? Tại vì á, người ta theo dõi cái hành trình của mấy cái bé này từ cái đoạn đường Long An đúng không ta? Từ nguyên một cái đoạn đường dài, chủ người ta chở mười mấy bé, có mấy bé nhỏ nhỏ sau lưng dễ thương lắm. Là bé chó nha mọi người, anh em nhiều người người ta không biết vụ gì. Đó là người ta theo dõi nguyên cái hành trình này rồi. Mà cộng đồng mạng người ta theo dõi, bữa giờ em cũng có theo dõi, ai cũng khen dễ thương hết trơn á. Là người ta theo dõi từ đầu tới cuối rồi, người ta hy vọng là được chủ chở được tới nơi xong rồi ổn định đồ các thứ để cho tụi nó được chở về quê đồ. Tưởng đâu là cũng hạnh phúc vui vẻ lắm rồi nha. Mà chủ nhìn cũng khó khăn mà mọi người, chạy chiếc xe tầm tầm nhìn cũng khó khăn cơ bộ. Mà người ta ráng người ta chở mười mấy đứa về. Về tới nơi cái dính cái vụ này nên là kiểu là nó bị nhiều thứ cộng lại á mọi người. Em nghe mà em máu dồn lên não đó. Em nói em không phát ngôn mà em phát nữa rồi đó. 15 mét. Mấy bé ở phía sau nhỏ xíu thấy cưng lắm mọi người. Mắm có thấy clip trở về mà clip đó bữa giờ cũng nổi dữ lắm. Người ta theo dõi, cộng đồng mạng người ta theo dõi nguyên cái hành trình. Bữa giờ em cũng có theo dõi mà tự nhiên khi không cái đọc được tin thiêu hủy hết trơn. Tại vì chủ dương tính. Nghe nó là mệt thiệt luôn á mọi người. Anh em nào, anh chị em nào mà mọi người nuôi chó nghe một cái là thấy là mệt liền à. Liên quân đi, dạ ok. Nhiều chuyện với mọi người chút xíu rồi vô liền giờ nè. Hôm nay mắm đâu có hát rồi mọi người, nay hát không nổi nha. Nay công view câu ơn, nhờ anh em like xe mấy em cái đi xong rồi. Cả 10 phút nữa là mình vô game. Bỏ kính ra không thấy đường nha mọi người ơi. Bị cận thị mà cái nha. Chưa nghe hết câu chuyện đâu hả? Câu chuyện ở sau ác hơn nữa. Đừng có kể em nghe nha anh Duy, em dậy đập nữa đó. Vậy là em thấy là mệt lắm rồi đó. Em thấy là trong người khó chịu rồi đó. Ở phía sau ác hơn nữa hả? Cái gì mà mắm, em không dám đọc hết tin luôn á mọi người. Em nghe là thiêu hủy là chỉ có thiêu chết thôi. Còn trước đó là gì đập đầu gì là em không dám nghe nữa luôn đó mọi người. Ai mà nuôi chó nghe nó kỳ lắm cả nhà. Nghe cái tâm trạng nó kỳ lắm. Còn mấy ông nội nào mà không có nuôi chó đó mọi người, không có hiểu được cái cảm giác đó đó. Không mấy mình im lặng mình nghe, mình đừng có dãy đập tôi dãy lại nha mấy ba. Đang kể chuyện buồn hay vui? Dạ đang kể chuyện buồn mọi người ơi, quên nữa. Tại cái mặt em mặt hài với lại em nói chuyện nó cũng hơi nhây nhây. Đang kể chuyện buồn nha mọi người. Đang kể chuyện cục xúc mà quên nữa tự nhiên. Anh em ta hỏi nãy giờ kể chuyện buồn hay chuyện vui. Có nhiều bạn không có nuôi chó đó mọi người, đâu có hiểu được cái cảm giác đó đâu. Cái xong cái người ta nói trời nhìn ta thương mà xót thiệt luôn á mọi người. Nhìn đứt ruột mấy con nó hiền khô luôn, nhìn nó mặc cái áo mưa trời đất ơi, còn nấu được cục xúc nữa cọc trong người. Dụ gì mắm, dạ dụ 15 con chó mọi người ơi, nữa rồi đó. Định không có là phát ngôn nữa nghe mọi người, chiều là bóp một bài là thôi. Bây giờ cục xúc nói nữa tức quá tức mà. Anh trợ lý đánh gần lên cao thủ. Ủa chết rồi, chị không biết chị đăng gì luôn. Để bóng coi coi. Mọi người mở sẵn nghe em đi, chắc cả 10 phút nữa nhiều chuyện với mọi người chút xíu à, là bấm vô liền. Hello cả nhà, anh chị các bạn mới vô. Dạ cảm ơn anh Sáu Black, anh Ngọc Sang, anh Hoàng Bung Âu mới gửi sao cho mắm nha. Em lo nhiều chuyện em quên. Sao tiêu hủy hả? Theo như mắm được đọc á là gia đình là có hai cô chú rồi đúng không mọi người? Hai cô chú à, xong rồi về xét nghiệm là bị F0. Thì cái bài chó bị cách ly trước hả? Rồi sau đó mới là bị đem đi thiêu hủy luôn. Mà thiêu hủy chết hết luôn mọi người. Ở đây quá trời. Em ở trong tâm dịch mà cả nhà, ở đây F0 quá trời luôn. Mà người ta nuôi chó cũng quá trời. Khu của mắm thì nuôi chó kiển không mà. Còn khu cạnh bên ta nuôi chó nhà nè, chó cỏ rồi luôn, quá trời luôn nè. Ta F0 phong tỏa trơn nguyên khu luôn. Mà tụi nó người ta gửi nhà hàng sớm á. Có mấy con ta để đồ ăn trong nhà, người ta khóa cửa lại, người ta cắt xong ta về đó mọi người. Bởi vì rất rụt độc. Tiêu hủy bằng cách thiêu trong. Em cũng biết tiêu hủy bằng cách nào mà em không dám đọc luôn. Em đọc mất công là em cục xúc nữa. Bình thường sinh gái nóng lên xinh hơn hả?
Không có đâu mọi người ơi, nóng lên mặt kỳ lắm cả nhà. Mà thiệt luôn á mọi người, nãy giờ đang là định tám cái nết rồi, em nói vụ này là em bung lụa nữa. À, ở ngoài là tù chung thân, ở nước ngoài là tù. Dạ đúng rồi cả nhà, ở bên ở nước ngoài là người ta có luật rõ ràng luôn, người ta có quy định về luật rõ ràng luôn. Chị em nuôi con chó ở bển á là phải đăng ký cái gì em quên rồi. ID, cái gì kêu bản gì ta? Giống như là đăng ký là chứng minh nhân dân vậy đó mọi người, đăng ký căn cước đồ đàng hoàng, có chip đồ đàng hoàng nha. Ra mà cảnh sát người ta quét mà không có là chủ quyền phạt, thấy mà nợ không? Tại nước ngoài người ta có quy định rõ ràng á mọi người, còn ở nước mình thì chưa có quy định rõ ràng về thú cưng, nên là rất cũng là kiểu rất là khó. Nhưng mà bây giờ Việt Nam mình nhiều người yêu chó mèo lắm rồi mọi người ơi. Nội không rồi chịu, giờ em vô hỏi chó mèo em thấy rần 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 rần. À, cảm ơn lên phở nha, khỏe rồi em ơi. Bỏ vụ chó đi. Hết mà em, với lại nãy giờ chị đang định là chị tém cái nết lại mà chị tém không được, cho nên là nói chút xíu mọi người. Vụ này đang hot, mà tại vì em có nuôi chó nữa nên là em cảm được, em cảm rất là rõ, em cảm nhận rất là rõ luôn. Hồi chiều mắm cũng comment, hồi chiều là em cũng nói với, em cũng kể mọi người rồi đó, là em nuôi bu nhà em mà ai mà đánh nó một cái chắc em dãy đạch em đốt cái nhà luôn. Đằng này trời ơi, người ta chăm sóc từ nhỏ đến lớn. Mấy ông mà không có chăm sóc, mấy ông mà không có cưng á là mấy bạn không có cảm nhận được đâu. Có những người mà người ta nuôi từ nhỏ đến lớn người ta mới cảm nhận được. Không qua Mỹ ở với chị luôn hả? Em thích ở Việt Nam nhưng mà đâu phải muốn đi là đi đâu anh. Làm như dễ lắm, làm như là có thể sanh dễ lắm. Chị họ đâu phải chị ruột đâu mà muốn đi là đi. Nhưng mà thật ra thì mắm rất là thích đi du lịch nha. Em thích đi đó, đi đây, đi này, đi kia, nhưng mà mắm thích hợp ở Việt Nam hơn. Đó. Còn ông kia kêu rồi sao không đi Mỹ luôn đi. Ông làm như dễ ăn lắm, muốn đi đi. Thậm chí là có hai quốc tịch là cũng khỏe đó mọi người. Chứ bây giờ người ta ở bển người ta về dễ lắm. Có ông này mà bển ông khó đâu nội. Ta bển người ta dễ cái ẹt à. Còn mình ở bên đây, ông ở bên đây mà ông muốn đi qua nước người ta khó dữ lắm đó. Còn ta quốc tịch Mỹ người ta đi đâu cũng được chứ không á. Em mắm là mắm thích ở Việt Nam tại em thích ăn hàng. Ở Mỹ là nó không có đáp ứng được cho mắm cái điều đó. Đó. À, nói cho vui vậy thôi chứ bộ muốn đi đi. Ta đang kể vụ này cũng có mấy mẹ chẳng gây nữa. À quên nữa mọi người, xong á, đến cái vụ cha mẹ em lo được như chó không. Mấy bạn mà comment cái câu này em nói thiệt khẳng định với các bạn một câu, mấy bạn không có biết, chưa từng nuôi chó mà cũng yêu thương chó mèo mà cũng chơi với mấy người yêu chó đâu. Mấy bạn tưởng tượng đi, một khi mà người ta đã yêu thương, người ta chăm sóc được cho con chó, con mèo, mấy bạn nghĩ là người ta bạc đãi gia đình mình hả? Nghĩ sao vậy má? Mình phải logic vô chứ. Mấy bạn nghĩ đây, con chó, con mèo mà người ta còn cưng, người ta yêu quý, người ta nuôi được, ít nhất là người ta có lòng trắc ẩn với động vật được, thì mấy bạn nghĩ người ta bạc bẽo với gia đình mình sao? Trời đất ơi, như là em thí dụ đi, em cho con bu nhà em nó ăn sang đó mọi người, 500, 1 triệu em vẫn gửi về cho mẹ em ăn 5 triệu, 10 triệu. Trời ơi trời. Đó, bu nhà em là đi bu nhà em mà đi bác sĩ thú y quốc tế đi, 500, 1 triệu thì em cũng gửi về cho gia đình em đi khám bệnh là 10 triệu, 20 triệu. Chứ cái gì đâu mà đi so sánh, cái gì mà kỳ cục. Em hết hơi không hát. Em nói không nổi nữa nè anh Ngọc Sang. Em nói không nổi nữa nè. Mà mọi người kêu, mà ổng kêu em hết hơi không hát. Em nói bây giờ em còn lấy hơi lên nữa nè mọi người. Tại mọi người biết sao không, cái vụ mà viêm mũi á, nó làm hại cái giọng nói lắm. Đó là lý do mà mắm hạn chế hát bữa giờ đó. Nhiều bạn á comment á mọi người, nghe nó kiểu nó rất là kỳ cục luôn á. Tự nhiên á, có những người ta yêu thương chó mèo, người ta cưng á, cái mấy mái đi so là nuôi chó vậy rồi cha mẹ có nuôi được gì không. Đố mấy bạn mà tìm được một cái clip nào mà con cái bạc đãi chó mèo á, à quên, con cái mà bạc đãi cha mẹ đó mà cái người đó có nuôi chó mèo. Em nói thiệt luôn, đa số em gặp trước giờ chưa có ai mà thương chó, thương mèo, thương thú cưng mà lại không thương gia đình hết trơn. Chưa bao giờ em gặp luôn. Ai gặp la lên là em cho hay. Chưa bao giờ em thấy luôn. Còn á, mấy đứa con nít đó hả mọi người, có mấy đứa mà nó thương động vật á, mấy đứa đó thường đa số là ngoan ngoan không à mọi người. Kiểu là con nít, con nôi mà đã có lòng trắc ẩn, biết thương yêu động vật rồi, đa số là nó thương gia đình không. Mà trước giờ bạn bè em chưa thấy đứa nào mà thương động vật, biết yêu quý động vật mà lại không yêu gia đình hết trơn. Em chưa gặp luôn đó mọi người. Ông nào mà gặp mày,
ai mà nuôi chó mèo mà đi bạc đãi gia đình thì cho em hay một cái. Em chưa có thấy luôn á. À, nuôi chó mà để chó cắn người ta là đình. Dạ đúng, cái đó thì đúng mọi người. Quên nữa, xong cái nói qua tới cái vụ chó mèo cái còn nữa nha mọi người. Xong đến cái vụ xỉa qua cái vụ nuôi chó cái để chó nó đi cắn con nít hay để đi phá hoại môi trường hay gì đó. Cái này là em đồng tình nha mọi người, đã nuôi là phải có trách nhiệm, chừng nào không có trách nhiệm thì phải bị xử lý. Là cái này là em hoàn toàn đồng ý luôn, mà nó liên quan gì đến cái vụ thiêu quỷ chó ba. Lãng xẹt. Lãng nhách luôn mọi người. Như này nè, tự nhiên cái sau qua cái vụ nuôi chó mèo cái cho chó mèo đi vệ sinh không đúng chỗ hay gì đi, hay cho nó cắn đồng nó cắn trẻ em hay gì đi. À, cái đó là sai rồi, cái đó là có liên quan gì đâu mọi người. Ai làm thì chịu trách nhiệm, em hoàn toàn đồng ý nha. Chó nhà em nuôi mà nó đi cắn người ta là em cũng phải chịu trách nhiệm luôn. Đó, thậm chí chịu trách nhiệm là nặng luôn cũng được nữa. Tại lỗi do mình mà. Nuôi thì phải lo, giữ, lo rợ mỡm là được. Cái đó sai thì chịu. Tự nhiên chó nhà người ta mấy má chàn vô mấy má thiêu quỷ rồi. Mấy má kêu đi so vậy lãng xẹt. À đi so cái gì mà lãng xẹt. Thường á, thường mọi người để ý là ra mấy cái công viên á, công viên mà lớn, nổi tiếng đồ á, mà nếu mà có cho chó mèo ra đó là toàn đa số là bắt rợ mõm thôi mọi người. Mà chủ đa số, chủ bây giờ người ta nuôi nó cũng rợ mõm đầy đủ mà. Chỉ có mấy con chó hiền hiền, thiệt ra như mấy con poodle mà mắm nuôi nè mọi người, cho dù có rợ hay không rợ, nó mà biết cắn người em mới sợ luôn, có người cắn nó đó. Nó không có biết, nó không có biết tự bảo vệ gì đâu mọi người ơi. Quên nói chuyện. Hello cả nhà, chào anh chị các bạn mới vô. Cảm ơn Linh Phở mới gửi cho ba mấy sao. À mới gửi mắm nãy giờ, nhiều sao rồi ta. Chết cha, nãy giờ spam mà chị không thấy, sorry nhá. Cảm ơn anh Nguyễn Thọ hồi nãy gửi em 50 sao. Chết bạn em lâu nhiều chuyện quên cảm ơn ta mọi người ơi. Cảm ơn anh Ngọc Sang. Muốn nói gì cũng đúng. Dạ không phải đâu anh. Có khi là em cũng phải sai vậy. Nhưng mà thí dụ mà mình phát hiện người ta nói sai cái gì á thì mình phản biện cho nó hợp lý. Chứ nhiều ông này không có phản biện mọi người. Cái này là cái dạng mà sân si chứ không có phản biện. Ta đang nói vụ này cái mấy má tràn qua vụ khác. Nghe nó xàm lắm mọi người. Kiểu mình ạ, mình đang cưng, mình kiểu là hội nuôi thú cưng đồ. Các nhiều bạn hay vô tràn vô, mới mốt cho ba mẹ lo được ba mẹ vậy. Nghe nó mệt mệt sao mọi người. Nghe nó kiểu nó bị sân si cái kiểu gì á. Đúng ra là cũng không muốn trả lời, mà đọc nhiều quá phải trả lời. Sao bữa nay đang cục xúc cái vụ kia là trả lời luôn cho rồi. Vô game đi. Chút xíu nha mọi người ơi. Em có dẫn ba mẹ đi công viên. Dạ em không có dẫn ba mẹ em đi công viên. Nhưng mà em là có dẫn ba mẹ đi mà bữa đi đâu ta quên mất tiêu rồi. Chưa Singapore chưa đi được. Hôm trước em định đi Sing nhưng mà vô vụ dịch rồi. Đi Phú Quốc rồi đi Phan Thiết rồi đi Đà Lạt rồi đi tất cả mọi nơi rồi. Lên Sài Gòn em cho ăn buffet tràn bản họng. Dạ tối ngày cứ tự nhiên đi sao ba mẹ với tự nhiên các bạn đi sao con thú cưng với lại ba mẹ là các bạn sao nó rất là kỳ. Nói thiệt với mọi người, mẹ em cưng con bu hơn em nữa. Thiệt luôn á cả nhà. Mẹ em mà lên đây một cái rồi nha mọi người. Bu đâu rồi, bu đâu rồi, bu ăn gì con, xong là đi mua đồ ăn cho bu ăn. Quên em luôn. Sáng thức dậy, mỗi lần mà ba mẹ lên chơi, mẹ em á một mà lên tới đây rồi là mỗi buổi sáng là coi như đi mua đồ ăn, không biết đường mới sái ở Sài Gòn hết. Lết đi mua đồ ăn cho bu. Sáng nay bu ăn gì ta? Mua đùi gà về hấp cho bu ăn, mua sườn về nấu sườn cho bu ăn. Dạ em quên em luôn. Thế là con sao mẹ? À đâu biết đâu, mày tự đặt đồ ăn đi, mày đặt được mà, để tao nấu cho bu ăn. Bu mày về quê là coi như là nó ăn hàm hồ, nó ăn suốt ngày. Mà mẹ em nấu cho nó ăn ngập thay mà bà không thèm để ý tới em luôn. Đó cho nên là mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh chứ tự nhiên cái sao. Mà thường mà người ta yêu thú cưng rồi nguyên gia đình ta thương hết rồi bà nội ơi. Đừng có sao vậy, mệt mỏi lắm. Em ở đây mà em cho ông bu ăn nhiều là em gửi về cho mẹ em ăn gấp 10 lần nó. Chứ đừng có vậy. Dạ cái nết đừng có vậy. Tính ra em thu con bu. Dạ thiệt mà. Dạ tự nhiên cái vô so sánh đó mọi người thấy người ta cưng chó. Cái mấy má cưng không được, hàng chơi cái mấy má dễ đạch rồi. Nó kỳ lắm mọi người. Chương trình nói xấu mẹ. Cái này là nói thiệt chứ không có nói xấu luôn nha mọi người. Cứ mỗi lần lên tới đây á, lên là alo em xuống đó ha. Lên tới chung cư alo em xuống đó. Dẫn bu xuống con ơi, trời trời nhớ quá.
Trời trời, em mà nói điêu một cái là tháng này em thiếu chỉ tiêu đó mọi người. Gọi điện thoại xuống, mỏi lòng mà lên. Lên tới là vừa mới vô tới cổng chung cư một cái rồi là bu đâu trời, dẫn xuống nhớ quá nhớ, còn quá trời rồi bà nhớ cháu quá trời nhớ. Mà chưa bao giờ thấy nhớ em kêu trời trời nhớ con quá nhớ con, dạ đâu có. Bu đâu trời bà nhớ bu quá. Gọi Zalo qua cho mắm nha. Quay cho mẹ trời bu đâu nhớ quá trời nhớ. Bà nhớ quá trời nhớ rồi. Đó mọi người, xong rồi lên tới đây. Tình tan sáng 7 giờ sáng. Tình tan đi đâu mất tiêu mà em sợ đi lạc muốn chết luôn mọi người. Tại vì Sài Gòn ai mà thường ít lên á, đường Sài Gòn nó tùm lum hết trơn, đâu phải như bình thường đâu. Dạ lên, vừa mới lên tới sáng sớm một cái thức dậy mất tiêu luôn. Em với ba em đi kiếm quá trời luôn, gọi điện thoại không biết chỉ đâu hết trơn. Mẹ đi mua đồ ăn cho mua ăn. Mẹ em vậy đó mọi người. Bố mẹ dạ vỡ nha mọi người, tự nhiên cái vô sao ba mẹ có lo được vậy không, rồi khập khiễng dễ sợ luôn mọi người. Xàm xàm mấy mẹ không cưng được kệ người ta đi mấy mắt má vô gì chuyển kênh sao vậy mọi người. Trời ơi, chủ đề này hot lắm đó nha bà con, chủ đề này cũng hot giống như chủ đề 18 cộng đó nghe mọi người. À, được rồi. Dạ cảm ơn Ngọc Sang nha. Em kể chuyện mà người ta tặng sao em quên luôn đó mọi người. Hồi nãy còn ai tặng sao? Cảm ơn anh Tân Phát Hồ, hồi nãy gửi em 75 sao nè. Cảm ơn Lên Võ, nãy giờ sao cành. Anh Duy Phan nhá, anh Tô Cường, anh Ngọc Sang. Cảm ơn mọi người nhiều ạ. Không kể chuyện quên. Là kể chuyện quên. À mọi người mà thấy mấy cái comment mà thuộc cái dạng mà chẳng gây chứng khí đó là mọi người ghim lên cho mắm một cái. Con gái nó sống mẹ kìa. Đây nè, để em chặn nè. Đó, bắt đầu cái gì tới coi phim set đi, vợ con mình đi má. Bắt đầu tới nữa. Để em cắm bớt. Có một cái nút là cái nút báo cáo report kìa đó. Mọi người bấm vô đi rồi bấm thấy nó nằm ở cái. Nếu mà admin nó kiểm tra không kịp thì em cắm cho. Nay em cho ra đảo hết trơn. Chịu giờ em cắm quá trời. Mấy mẹ mày chàng chàng vô. Chứ nâu chó mua ba mẹ gì được không, được không. Em cắm quá trời chịu giờ. Cảm ơn Lanh Phở, cảm ơn nhị công tử ạ. Hello mọi người, anh chị các bạn mới vô. Nhớ thả tim chia sẻ cho máu nha. Cảm ơn mọi người nhiều ạ. Em nhiều chuyện bao lâu rồi ta? Nhiều chuyện chẳng 40 phút rồi vô nha mọi người. Nhiều chuyện 10 phút nữa nha, em câu giờ đó. Hết giãn cách chưa? Dạ Sài Gòn nói chung là tạm bớt giãn cách rồi mọi người. Chứ cũng không chưa có hết hẳn. Nay không có thông báo hả? Mọi người nhớ thả tim chia sẻ cho máu nha. Ủa sao không có thông báo mà máu thấy không có bị tụt view mọi người? Chắc là có người nhận được thông báo, có người không á mọi người ơi. Nên là cả nhà bấm cho bấm cái chuông đi. Còn không là gõ cho bấm cái chữ notify vậy đó. Ai ghẹo thằng nào vô duyên. Hồi chiều giờ em cắm nhiều lắm rồi mọi người ơi. Tự nhiên chàng chàng vô. Người ta đang nói cái vụ mấy con chó cứ tự nhiên chàng vô. Nuôi ba mẹ gì được không gì đó là một thể loại nè. Còn thể loại nhiều lắm. Em cắm quá trời chiều giờ em mệt quá. Định tặng sao mà hết tiền. Cho thiếu nè, ghi nợ nha. định tặng sao mà hết tiền thì em ghi nợ nha mọi người, chịu không? Răng giờ hắt quá giờ đúng rồi, giờ hắt dữ lắm mọi người ạ. Cảm ơn Kabuto Ryuki ạ. Có thông báo, hôm nay em thấy view ổn mà mọi người, chắc là có thông báo nhưng mà có người có người không á. Có mấy bữa mà Facebook nó không thông báo luôn á. Là em ngồi em nói như bà điên có mấy trăm nhiêu ạ. Là mấy cái bữa mà bị bóp thông báo, bóp tương tác rồi đó. Em nghĩ bữa nay là có thông báo đó. Nhưng mà có người nhận được, có người không. Mấy máy chằn gây là không được. Ai cưng như chó hả? Mấy chằn gây. Hello Ngọc Thể, chào em. Không, bà này bà nói đúng rồi mọi người. Mấy máy chằn gây kiểu giống như là ganh tị, gato với con chó hay gì á mọi người à. Nó nói thiệt luôn á. Mấy máy mà tự nhiên thấy những cái người mà người ta cưng chó, cái mấy má vô mấy má xỉ sói, mấy má tìm lý do này tìm lý do nọ để mấy má xỉ sói người ta. Sao mà em nghi cái lý do chính là chính đáng nhất, chắc mấy má ga tô với mấy con thú cưng quá. Sao cái tính kỳ vậy ta, cái nết kỳ vậy kìa. Mọi người tương tác giùm bấm nha cả nhà, like share với lại bạn nào mới vô mọi người nhớ bấm giùm em cái chuông ở góc dưới màn hình nha. Em nhiều chuyện chút xíu là em vô liền nhờ. Với lại bữa nay hôm qua bị đau mắt á nên mấy bữa nay mắm sẽ không có đeo kính sắt tròng. Nó hơi nhìn cái mặt nó hơi bị ngu xíu nha mọi người. Bị ngáo. Mấy đứa cận thị á mà kiểu mắt mà nó đeo kính mà không có kính sắt tròng vô nhìn nó bị dài dại ghê lắm mọi người. Phái chạy nước miếng à. Phái chạy nước miếng.
bữa nay bữa không có thông báo mình, kiểu là nó bữa có bữa không á mọi người ơi. Vô game đi, 10 phút nữa mọi người, nay là uy tín, hứa uy tín 10 phút nữa. Giờ anh em muốn em đổi chủ đề để em đổi, tại em cục xúc cái vụ con chó. Nãy giờ anh em ta hỏi em kể chuyện vui hay là chuyện buồn. Đúng ra nó là một câu chuyện buồn mà, tại vì kể sao hỏi thành chuyện vui vậy trời. Dạ cảm ơn chị Bích Phượng với gửi em 75 sao ạ. Cảm ơn chị Bích Phượng nha. Nãy giờ cảm ơn Lên Phở, nãy giờ 35 sao cho chị quá trời, chị nhìn không kịp nhá. Tại vì em đang bị, em đọc cái tin đó là hồi phê thì phải, hồi phê cái em tức cái lồng ngực quá trời mọi người. Xong cái hồi tối mà tức cái lồng ngực từ hồi tối rồi, mà tại tối uống thuốc bởi vì ngủ sớm lắm, xong ngủ đường không bị mất ngủ, sáng nó sực nhớ lại tức cái lồng ngực nữa. Đó là trưa là phải post status cho mọi người. Mà trước khi mà tức cái lồng ngực là em nhìn em coi cái clip đó là em không dám coi luôn, kiểu nó bị sót sót sao quá mọi người. Mình giống như là mình ở, mình có nuôi chó cho nên là mình trong hoàn cảnh đó, mình cứ tưởng tượng giống như là mình hay đặt móng cũng hay có ba cái tưởng tượng này tốt lắm nghe cả nhà. Giờ hồi đó em làm văn cũng ok đó nghe, nên em tưởng tượng được lắm. Cái tự nhiên mình cảm giác mình đặt mình vô cái vị trí của hai cô chú đó, trời trời chắc sót chết luôn đó. Cái em cục xúc từ hồi sáng cho tới giờ trưa, cái em post bài lên em gặp mấy mẹ cái em cục xúc tiếp á. Nãy anh mới gửi sao cái tầng vậy ta. Cảm ơn anh Quang Thế, anh Trương Nguyễn, cảm ơn chị Anh Đi mới gửi em 500 sao nữa nè. Đầu ngáo đầu, em đọc không kịp luôn á, em vẫn thấy cũng như thường. Cảm ơn chị Anh Đi nha, mới gửi em thêm 500 sao. Nghe đồn là tháng này chị Anh Đi định leo top thì phải đúng không. Cảm ơn anh Trương Nguyễn, anh Quang Thế, anh Trường Nguyễn ạ. Anh Nhân Lê, chị Bích Phượng ạ. Hello mọi người mới vô, cảm ơn Khắc Hiệp nữa nè. Trời ơi kể chuyện thiệt sự luôn á mọi người, không có muốn nói mà nãy giờ bất bình quá phải nói hoài luôn, nói hồi sợ không có dám phát ngôn, sợ hồi nó bậy. Nói hoài luôn, nãy giờ nói hoài 1 tiếng đồng hồ chưa xong vụ con chó nữa. À mọi người bấm giùm bấm cái chuông nha, nãy giờ em thấy là có bạn kêu là có nhận được thông báo, có bạn không thì mấm nghĩ là em nghĩ là chắc là kiểu nó thông báo hên xui á mọi người ơi. Nên mọi người giúp mấm là cái nhà bấm vô cái chuông ở góc dưới màn hình trước đi, với lại bấm cái notify này, cái đó bấm sao mọi người. Hôm trước mấy bạn chỉ nay em cũng quên mất tiêu rồi. Hello mọi người, anh chị các bạn mới vô. Dạ rồi 8 phút nữa vô mọi người ơi, 8 phút nữa. Ai nghe nói chuyện nghe, cái chuông ở đâu? Dạ cái chuông ở góc dưới màn hình, để em coi lại coi bữa nay nó có thay đổi gì không. Bữa nay nó update cái gì đó mà cái màn hình bên mắm bây giờ nó lạ lắm mọi người, nó lạ lẫm lắm luôn. Nên nay chỉ mọi người không biết nó còn giống như hồi bữa nó không nữa. Thường á là ở dưới cái livestream nó sẽ có một cái chuông ở cạnh bên cái chữ, mọi người bấm xuống ở dưới nó sẽ có cái chữ Cherry Nguyễn, xong rồi đến cái nút theo dõi, đến cái chuông đúng không. Thường là nó như vậy. Cái anh em bấm vô giùm em cái chuông ở góc dưới đó nha. À tiêu hủy xong rồi nói tiêu hủy nhầm, có nè anh Duy, em chưa đọc luôn á. Tiêu hủy xong rồi nói tiêu hủy nhầm hả? Trời đất mẹ ơi, cái vụ đó em chưa đọc. Chúc em chơi game vui, cảm ơn anh Ngọc Sang á. Cái chuông là cái gì vậy? Đây nè, em đang định coi nó có thay đổi gì không nè mọi người. Mà hôm trước là em có thử, em có hỏi rồi, có nhiều anh chị người ta fan cứng đầu luôn đó mọi người. Người ta bấm chuông 800 lần mà nó cũng báo hư chuông bà đó rồi. Để bấm coi thử coi nó có cái chuông hay không. Nè mọi người, nó có cái chuông nè. Cái chuông nè mọi người. Bấm rồi thì thôi nha cả nhà. Để em chọt vô coi. Nè mọi người bấm vô, mọi người chọn cái đầu tiên giùm bấm nha. Mà hôm trước là em có nghiên cứu rồi. Nè cái chuông nè mấy ông, cái chuông nè. Hôm trước là em có nghiên cứu, có hỏi thử mấy bạn là có bấm chuông chưa. Anh em người ta kêu bấm hết trơn rồi mà bà chuông mới hư. Mắm cũng không có biết làm sao luôn nữa. Mọi người ráng chịu khó coi có bấm chuông chưa là bấm giùm em nha. Chọt vô giùm em cái nha mọi người, chọt cái đầu tiên nha. Chọt cái đầu tiên. Từ để em coi lại cho chắc cú cái nè. Chỉ bạn người ta chửi nữa. Đúng rồi mọi người, cái đầu tiên là sẽ nhận tất cả thông báo phát trực tiếp. Là có nghĩa là em lên trực tiếp, cứ cái bản mặt em tràn lên là má báo. Bản mặt em tràn lên là má báo là cái đầu tiên, dành cho anh em fan cứng rồi mọi người. Cái thứ hai là thông báo phát trực tiếp gợi ý hai cái sao, sao mọi người đừng bấm. Hai cái sao là kiểu giống như là livestream nào mà đông view là má mới báo đó. Còn cái cuối cùng là chúng ta không thuộc về nhau. Đừng có chọt giùm em.
À, cái cuối cùng là bỏ theo dõi, là chúng ta không thuộc về nhau. Cái này dành cho mấy mẹ anti. Mấy mẹ anti mà có ăn có ở chọc vô giùm em cái cuối cùng. Cái cuối cùng nha mọi người. Đó, mấy ba mấy mái nào mà anti fan rồi đó, là khó ăn khó ở khó chịu là chọc vô giùm em cái cuối cùng. Chứ không thôi em lóc cũng vậy à, cũng vô. Em lóc cũng vô đó à. Bởi vì tự chọc vô giùm đi mấy mẹ ơi. À, nãy cảm ơn anh Phan Hiếu gửi em 35 sao. Cảm ơn anh Trần Phạm Hạnh gửi em 50 sao. Ủa sao bữa nay mọi người quăng sao nhiều. Bữa nay không có hát mà quăng sao nhiều quá vậy ta. Làm phá không chết chắc nói nữa. Nãy giờ quá trời sao luôn đó mọi người. Nãy giờ anh em ta tặng sao quá trời. Dạ anh em còn ai có sao quăng nữa ta em vô game nè mọi người ơi. Nãy em hứa là 40 phút hả, là 5 phút nữa chuẩn bị vô game nha. Vụ con chó kể hoài bức xúc quá mọi người thật sự. Thôi mình quay vụ khác. Giờ mình quay vụ gì? Em chọn không được. Ủa sao vậy em? Nó không cho em chọn hay như thế nào? Em chọn không được mà em bấm chuông được không? Bấm chuông được là vẫn được nha mọi người. Nó không cho chọn thì thôi đó. Bấm chuông được thì vẫn được. Rồi mấy mẹ anti là chọn cái cuối cùng. Bấm vô là bỏ theo dõi luôn giùm em. Em xử lý hoài em mệt lắm mọi người ơi. Mấy bữa nay cứ quay lại cái cắm chat. Quay lại cắm chat. Đã hồi chiều ta cục xúc vụ mấy con chó rồi. Cái người ta bót lên mấy má cũng phóng vô em cắm hết trơn. Góp 2 ngày quăng sao hả? Ủa thấy thương quá vậy? Cưng quá vậy? À góp 2 ngày là để bữa nay quăng sao. Có dự định lên top không em? À nãy em cảm ơn anh Ngọc Sang mới gửi thêm sao cho em nữa nè. Cảm ơn Lên Võ nha. À nãy cảm ơn chị Andy nữa nè. Nãy giờ gửi em nãy cũng 1000 sao có rồi đó. Hello mọi người, anh chị các bạn mới vô mọi người nhớ thả tim giùm em nha. Dạ 4 phút nữa. Câu giờ uy tín nha mọi người, câu giờ đúng 40 phút là 40 phút vô. Không dám nói tiếng nào nữa. 40 phút vô. Không dám nói tiếng nào nữa. Giờ còn 4 phút mình đổi chủ đề. Giờ mình qua chủ đề gì đây ta? Nói hồi là em nhớ vụ kia nữa à mọi người ơi. Xong rồi cái có mấy ba mấy má sầm sàm vô cái em xử lý nội bộ 5 phút. Xong. Hết giờ. Mắm hương qua bệnh miết. Bà Facebook bị khùng chị ơi, ngày nào cũng vô like. Mà bà Facebook thu fan cứng của em hả? Ủa Ngọc Thể em bị mất fan cứng hả? Cảm ơn Trinh Kami ạ. Mới gửi mắm 35 sao nha. Cảm ơn Trương Nguyễn. Giáo quan độ 400 sao. Lên vỏ em được nhiêu rồi? Lên top đi kìa. Lên top 6 đi kìa. Top 6 là anh Trọng Linh hả? 1000 sao. Càng lên top 6 kìa ông. Cảm ơn anh Kabuto Ryuki ạ. Cảm ơn Trương Nguyễn. Trời quăng sao gì quăng hoài phám chết trong vậy trời. Quăng sao hoài vậy trời. Còn ai còn sao nữa không mọi người ơi, quăng giùm máu một cái. Chứ không thôi em cục xúc rồi em ve lại vụ kia nữa nè. Tự nhiên nãy giờ lo nhiều chuyện bình thường á, là hát là mới có nhiều sao nha. Nữa. Cảm ơn anh Hậu Sang. Ôi đất ơi, cảm ơn Lan Phỏ. Cái gì mà cứ bằng sao chịu nổi thứ gì chịu nổi. Cảm ơn anh Trương Nguyễn nè. Còn ai nữa không mọi người? Trời tăng hoài chắc tới sáng bữa nay quá mọi người ơi. Cảm ơn anh Nguyễn Tài nha. Mới hài hơn diễn viên hài. Hứa với cả nhà hôm sau mà em kể chuyện buồn là em sẽ ráng em tém cái nết lại. Để em kể chuyện buồn cho nó ra chuyện buồn nha mọi người. Chứ nãy giờ em kể chuyện buồn mà thật ra nãy giờ em đang quạo đó. Hồi chiều giờ em đang quạo cái vụ đó đó. Chứ không phải là vui gì đâu nha mọi người. Mà sao kể hỏi thành chuyện cười. Kỳ cục quá. Bỏ vụ kia và bỏ rồi đó mọi người. Tém lại bà qua tới vụ sau nè. Từ từ không kịp từ từ. Dạ cảm ơn chị Andy nha. Chúc chị Andy tối vui vẻ. Bữa nay nghe đồn là bà Andy bà định lên top bữa nay đó. Cảm ơn anh Nguyễn Tài nha. Cảm ơn Lên Võ hồi nãy mới gửi sao cho chị nữa nè. Dạ còn ai có sao không mọi người, quăng thẳng bắt mặt em. Tăng giùm em cái rồi mình vô game. Chứ hồi vô chơi game không thấy đường nha mọi người. Không thấy đường. Nói phét là giỏi hả? Nó phét là nó dốc quá hả ta? Nó phét. Ở trong đây ít ai dùng từ nó phét. Nó phét là nó dốc hả ta? Dạ nãy giờ không có nói dốc chị luôn. Chỉ có nhiều chuyện chứ không có nói dốc câu nào. Dạ nói cái gì đúng mới được. Bữa nào mà nói phét là bữa nào có lố lăng đó mọi người. Là tự nhận. Bữa nay là chưa có nói phét câu nào luôn. Chưa có xảo táo câu nào hết trơn bữa nay. Nãy giờ đi cà khịa không có xảo táo câu nào được đâu. À cảm ơn Quyến Phạm nè.
Anh Nguyễn Phạm mới gửi em 35 sao nha. Cảm ơn anh Ngọc Sang, anh Nguyễn Tàn, chị Anh Đi. À, cảm ơn Lâm Võ, anh em nãy giờ mà sẽ 35 sao tầng tầng tầng. Những gương mặt thân quen. Dạ vô game, uy tín là mọi người. Một phút nữa là vô nè, hứa là nhay 40 phút, đúng 40 phút rồi lên. Đang cục xúc, hồi chiều đến giờ em cấm quá trời luôn mọi người, em nói thiệt luôn á. Hồi chiều đang khó ăn khó ở trong người. Cái em bóp cái vụ mà vụ mấy quên nói chuyện vụ con chó nữa đây. Em bóp cái vụ mà con chó nói vụ này thôi cái nghĩ rồi mọi người. Chẳng đâu nha cả nhà ơi. Hồi chiều cái em bóp ra vụ con chó xong cái mấy ba mấy má mà xàm xàm cái vô. Tự nhiên hồi nãy em mới vừa kể ra mọi người có những cái diện xàm. Em cấm quá trời chịu giờ luôn trời, em cấm mỏi tay luôn. Bữa nay cục xúc dữ lắm. Chẳng đâu nha mọi người ơi. Cảm ơn Lên Phở nha. Thôi quên nói hồi cái dòng lại nữa rồi. Nói hồi cái dòng lại vụ kia nữa. Giờ mình dòng tới vụ khác nè mọi người ơi. Tới vụ tặng sao. Nãy giờ cảm ơn anh em nhiều. Cảm ơn cả nhà hôm nay quăng sao cho món quá trời luôn. Nãy giờ ngồi chém gió mà mấy ngàn sao luôn rồi đó mọi người. Thứ gì chịu nổi chắc nay úp sớm á. Ghê thiệt chứ bữa nay. Em đi rừng găng chịu móng. Bạn nào? À để bấm bật bà Google, sao Tri quên. Nãy giờ bấm chưa có bật bà Google nha. Chứ không phải bà Google bà bị hư đâu. Giờ em mới cho bà hiện hình nè. Tại hồi nãy là móng có đọc được comment. Bắt đầu đọc bình luận. Đó, bà Google hiện hình. Đi phải ô nghe mọi người, đi mấy con khác trung tay lắm cả nhà ơi. Đi phải ô bất rung. Hai bữa không chơi game trung tay quá. Dạ chào anh Ngọc Lương ạ. Bây giờ là thời của bà Google tới nha mọi người. Nên là anh em tương tác dù em để bà nội Google bà đọc. Thường á vô chơi game là móng không có trả lời mọi người được. Đa số là em trả lời bà Google nhiều á. Nên là cái cách mà để mọi người được bà Google đọc á là cả nhà nhớ like, share, tương tác giùm móng nha. Bà ưu tiên anh em là tặng sao rồi nữa đó. Cô dâu trời ơi. Rung tay quá à. Tháo mắt kính sao thấy được đọc comment. Móng bị cận. Cái này là kính cận nha cả nhà. Kính cận thiệt nha chứ không phải là kính cận thiệt chứ không phải là kính mát đâu. Không phải kính giả cận rồi đâu. Hôm nay chị ốp xóm mai em không tặng sao. Chị giỡn á em ơi. Chứ chị ốp xóm là chị cũng dính hợp đồng luôn. Rồi sao bị lắc quá vậy má. Chết rồi. Mẹ mắng cái xếp. Cái gì vậy trời. Để mắng cách nói lại. Trời đất ơi. Mới có một bữa không chơi game đừng có hư nha bà cố nội. Thủy Dương, sau bao ngày con like cũng được đánh cùng chị. Vô được rồi hả em? Ráng vô gắn tôi mấy ông ơi, tôi khổ quá trời. Đã móc cho sếp em đang kết nối lại đó. Vẫn còn trong trận không có bị phân nha mọi người. Ủa sao vậy? Cái gì vậy? Đợi xíu nha cả nhà. Nó đang kết nối lại. Thanh Tâm, bà trận lửa là chị lên cao thủ. Anh ta chơi game mà không cho anh ta kết nối luôn vậy trời. Bích chậm chậm nha mọi người, bích chậm chậm nha. Đang còn ở trong game nè cả nhà mà nó bị treo phần mềm à. Cái gì mà restart gì tùm lum rồi trời. Để xíu mọi người ơi, đang vô. Bình tĩnh. Ủa? Trận 4 mới chơi với chị móng được. À, trận 4 vô em ơi. Rồi luôn gì tới nữa rồi trời. Mới có một ngày rồi đó. Máy nó không chơi game mọi người ơi. Máy nó không chơi game rồi. Nó bắt em ngồi nhiều chuyện nữa rồi. Để xíu cả nhà. Ủa cái phần mềm này nó bị gì vậy ta? Mình tắt cái Kaspuka rồi. Thành Hí, coi chừng nghiệp quật đó. Quật rồi nè mọi người, chứ coi chừng gì nữa. Quật liền tay rồi nè. Ủa rồi sao kết nối đây? Nó còn đang quay, đợi chút xíu nha mọi người. Cái gì vậy trời? Không thì bấm đợi một đủ một tiếng xong em tắt em bật lại chứ giờ sao giờ? Không rồi móng tắt livestream móng bật lại. Ủa rồi cái phần mềm nó bị gì vậy ta? Thôi chết.
gặp nhau gì. Đợi sếp em lên liền. Ngóc sang Nguyên, nói chuyện vui có nhiều sao hơn. Dạ đúng rồi, kiểu giống như livestream mà nó không cho. Rồi luôn rồi, thấy bà nội rồi. Giờ em reset lại không biết nó còn không ta. Đợi xíu nha mọi người, mắm vẫn còn trong game, yên tâm. Mới trận đầu là xui rồi. Đợi xíu nha cả nhà, mắm ngồi mắm tự chơi một chút nha. Nó đang kết nối lại rồi. Cái này mà mắm tắt máy, em tắt máy em bật lại á là bị đứt cái livestream này. Kabuto Ryuki, hồi toàn luôn. quay rồi mọi người. Cái này không biết reset lại nó nối lại được cái stream này không ta. Mắm reset máy lại nha. Ôi còn 15 phút ổn quá, lỡ nó đứt stream là sao. Lỡ nó đứt stream là cái stream này không được tính. Mọi người chịu khó nha. Để chút xíu. Em là đồng đội chân chính, em chơi cho nốt cái đoạn này cái xong rồi muốn kết nối lại. Đứng hình luôn rồi nè. Chắc chỉ có reset lại thôi quá. Bùi Văn Cường, nhiệt quá nhiều cây. Trời ơi trời, nãy giờ là người ta đang nãy giờ người ta đâu có nghiệp tụi dành môi đâu ta mà nó quật liền vậy trời. Ông kia kêu coi chừng nghiệp quật liền rồi nè mọi người. Máy mới nó bị quá. Bị vụ gì rồi. Chịu khó xíu nha mọi người. Nó đang quay á. Nếu mà trường hợp nó quay không được là em sẽ reset lại luôn. Phi Long Võ, bà này nói chuyện kinh dễ sợ. Nói chuyện kinh hả? Nói chuyện kinh là nói gì em? À cưng. Nói chuyện cưng hả? tưởng đâu khệ tôi gì nữa rồi. Chết rồi bây giờ chơi hả? Tự chơi tự bình luận luôn. Bây giờ là mọi người tưởng tượng là em đang ở trong game đó nha cả nhà. Đang đi phao đi đường rồng. Rồi chỉ số là đang 1-1, còn dưới là 0-0-1. Mạng đang kết nối. Đang kết nối mọi người chịu khó nha. Chết rồi trời, em ngồi em nói chuyện mình luôn rồi nè. Ủa cái phần mềm này nó có liên quan gì đâu mà nó đứng vậy ta. Không có liên quan gì đến Facebook luôn á. Hiện tại tỷ số vẫn còn đang là 0-0-1, chưa chết bạn nào, mém chết nha mọi người. Đang giao tranh tại đường rồng chết luôn. Đang giao tranh tại đường rồng bị úp sọ chết luôn. Bị mất fan cứng là cục xúc luôn, giận chín mặt. Rồi luôn rồi, cái này chắc là mắm phải kết nối lại. Nhưng mà em không có dám tắt, để mọi người ráng chịu khó đợi mắm 10 phút nữa đi cả nhà. Đợi em 10 phút nữa đi. Rồi có gì mắm sẽ kết nối lại luôn để bật tiếng cho mọi người nghe. Có nghe tiếng gì không? Trời ơi. Cắt tụt hết view quá. Ôi còn 1200 view. Liền bỏ. Trời ơi 1200 view. Chị đang bị cái máy tính á, bị cái phần mềm kết nối nè, chứ không phải là bị điện thoại. Điện thoại nãy giờ nó không có bị gì hết á. Nãy giờ rõ ràng đang kết nối được, cái rút dây ra cái ba mất kết nối luôn rồi. Mắm phải chịu khó 10 phút nữa. Nãy giờ biết vậy em nhiều chuyện đủ 1 tiếng luôn cho rồi. Đem nhiều chuyện có 45 phút. Bây giờ mọi người biết sao, bây giờ mà tắt một cái là cái livestream này không được tính. Phải ít nhất là 60 phút nó mới tính. Trời ơi trời. Anh em chịu khó 10 phút nữa. Dạ cho xin nóng máy, cho xin 10 phút đi mọi người. Reset lại luôn. Em reset nhưng mà em giữ cái khóa luồn. Chắc là nó không đứt stream đâu. Để em thử ha. 10 phút nữa reset. Quay luôn rồi nè mọi người. Dạ chỉ số bây giờ là 0-1-1 nè mọi người. Nhưng mà ở trên đỏ lè ở trên 2-7 nha mọi người. Đó. Hiện tại mẹ ra ta đang tràn qua. Anh em tưởng tượng giùm em đi mọi người. Mấy anh em tưởng tượng giùm em đi. Tôi nhẹ mém nha tôi. Rồi chà mém bị cái trụ bắn chết. Tim em đang băng trụ thần công mà em không còn giọt máu nè. Em trở về nha mọi người. Tình hình là mắm đang đi Phao đường rồng. Chỉ số trên là 27 và xanh số 2. À 2 là xanh đó nghe, 7 là màu đỏ đó. Chỉ số dưới là 0-1-1. Chết rồi mọi người, nó không thèm chạy luôn. Thiệt sự luôn thì phải reset lại. Cho xin 10 phút nghe bà con. Vô Bánh rồi Ngọc nè. Thì bóng kêu bà Google trả fan cứng lại em đi bã mình ăn. Ủa? Sống nha. Rồi lót. Dậy cái gì mà 1 tiếng đồng hồ mới vô.
Thôi rồi không mấy nghĩ lót luôn đi, mẹ đang thôi. Vô rồi kìa mọi người, mà đứng đó luôn rồi kìa, không vô hình. Chịu khó đợi nó nghe mọi người, có khi nào nó update không ta? Bà bót rồi, bà bót rồi. Đợi xíu nha, cả nhà vô rồi đó, vô rồi đó. Chết trời nghiệp hết hoặc không nổi đâu. Đang bình luận viên game á, mặt cười nhăn răng. Defy Ocopic. Cái gì vậy trời? Vô đi má. Kết nối vô giùm cái đi ông nội ơi, Defy, Defy gì nữa. Vô luôn mọi người. Bây giờ mở được cái phần mềm lên mà nó không vô. Trường Nguyên, trường còn 100 sao kết nối được tặng ngay. Đợi em xíu nha cả nhà. Em đang cố gắng hết sức rồi đó. Giờ em trị bệnh bả giống như là bác sĩ chữa bệnh vậy. Tắt bật lại nó giờ 2-3 lần rồi đó. Tại cái livestream này mà nó đủ 1 tiếng là bấm tắt luôn rồi đó. Chứ không thôi là nó bị mất ổn lắm mọi người, nó bị mất 4 mấy phút không có được tính rồi đó. Trời ơi, chơi game quan tâm. Sao truy anh em trận này nha, em bị quỷ máy nó hành mọi người ơi. Xin anh em thông cảm vì lý do kỹ thuật. Vì lý do kỹ thuật. Mọi người đang tưởng tượng như hiện tại là móng đang giao tranh tại khu vực đường rồng đó mọi người. Em đang đi vai ô nha, support cho em là bà Turo nha cả nhà. Bên kia là Shocker với Rách. Giận Rách đang canh thăm dọa lụm em đó, lụm dính luôn. Trời ơi trời. Dreamer mà ta nói. Lãng nhách nhất Việt Nam. Chơi game bỏ, không được, giờ ngồi bình luận. Sao không chịu món? Có bị mất sao không? Sao trong game á hả em? Hay là sao tặng ở trên Facebook? Sao tặng trên Facebook vẫn nhận được bình thường nha mọi người ơi. Sao đây cả nhà nhiều nha, tự nhiên mắm cũng không có muốn đâu, sự cố kỹ thuật rồi. Tự nhiên cái nó lót xong cái nó mất hình luôn à. Kìa đang chạy lại từ đầu. Cái này á chắc là chỉ có đường reset máy thôi mọi người ơi. Cái này mắm nghi là chỉ có một con đường duy nhất là con đường reset máy thôi. Đoàn Hồng Ân đập đi mua máy mới mắm ơi. Mặt cười lộn ruột. Bây giờ mà đập đi mua máy mới mà lỡ mà nó kêu giãn cách nó không giao một cái rồi là em ốp một tuần nha mọi người. Ốp mới có mấy ngày mà anh em ta kiếm bữa giờ rồi. Ta tưởng đâu em đi bụi ấy. Chết cha. Quỷ này làm phân tâm quá, chơi game được. Và tỷ số hiện tại là 0-3-1 rồi đó mọi người. Sao đi cả nhà. Sao đi các bạn trận này nha. Tự nhiên đang yên đang lành mà nó cũng kỳ cục lắm, nó sụp á mọi người. Nó bị mất tín hiệu. Nó bị mất tín hiệu mà nó không có. Nó ngang ngược lắm. Nó mất ngay đầu trận đấu luôn. Thí dụ như là lúc mà chưa có vô trận thì nó mất tín hiệu đi để người ta biết đường người ta xử lý. Cái tự nhiên vô trận cái mất, bây giờ chơi phân tâm quá trời luôn. Giờ ngồi chơi để anh em ta phải đợi vậy mọi người thông cảm. Vốn không có muốn nghe vậy. Vì sự cố kỹ thuật rồi nay bị. Nay bị quỷ máy nó hành. Thì thôi không mấy người ta rớt thì người ta rớt từ lúc nãy. Góp một chị ôn lời không còn ai. Ok. Ờ chắc hồi không còn ai luôn á mọi người. Bà nội máy này em chán dễ sợ luôn. Đang cục xúc vụ kia giờ không lẽ đi đập cái máy nữa trời. Thì thôi người ta đứng hình á mọi người, người ta trục trặc gì đó thì người ta đứng luôn đi. Ta đứng từ đầu luôn. Không, rõ ràng ngày nãy vô được mọi người thấy không. Cái vô tới giữa trận. Vô được nửa trận game. À vừa mới tạo trận xong chứ. Vừa mới tạo trận bích tướng xong cái là rồi nó đứng hình đó. Móc sang nguyên, món chơi một mình. Em ngồi em chơi một mình luôn đó mọi người. Bây giờ không lẽ em bỏ giữa chừng để em chỉnh cái máy. Thì kỳ quá đi, đâu có được. Mình đồng đội chân chính. Đó mọi người coi giờ nó lót nè. Download now cái gì vậy mẹ. Download thì hình như là bản update mới hay sao á. Mở đó mọi người coi, mở 8 tiếng mới lên hình nè. Trời ơi sao nó hành tôi dữ vậy trời. Lên võ tự biên tự diễn. Bây giờ đó mọi người, mình làm đội chân chính mà không lẽ giờ mình bỏ ra anh em đánh tụt quần sao? Giờ em phải ngồi em đánh mà con quỷ máy nó không có hiện hình cho em đánh. Cọc ghê luôn. Em ăn được mạng rồi ba con 1-3-1 nha mọi người. Đang ép được mít khí thế nha.
Bây giờ nó hiện cái gì vậy ta? Cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi ơi. Em nhìn em coi nó hiện cái giống gì vậy trời. Nguyễn Ngọc Hiếu, trận này chắc tem bạn xanh lè còn tem chị xanh cỏ thật rồi hả? Mặt cười nhăn răng. Tim chị, tim móng cũng không có xanh cỏ lắm nha mọi người, anh em người ta quánh được nha cả nhà. Tới giờ móng cũng biết chuyện gì đang xảy ra luôn. Để em update lại coi mọi người. Chắc có cái bản update mới mà chưa kịp update nên là nó đứng quá. Chạy chưa? Lê Trường Di, xanh cỏ chưa idol, mặt cười tít mắt. Dạ thông báo với anh em hiện tại chỉ số ở trên nha, 616 nha mọi người. Ở dưới là 131. Là nãy em ăn được mạng mà em ăn hên, em ăn ké. Nói chung là nãy giờ anh em mình đánh cũng muốn xúc cái quần. Tại vì em bị phân tâm. Đó, đó. Tôi yếu lắm ông nội, đứng được tôi không nội? Tại em bị phân tâm nãy giờ em đánh yếu lắm mọi người. Hiện tại là bên mình là ăn hai con tà thần hả? Ăn hai con tà thần 32.000 tiền, bên kia 37.000. Anh em thông cảm. Vì thời tiết anh em thông cảm. Chán ghê luôn mọi người. Thiệt sự thà nãy nó đứt ngay từ đầu trận luôn. Giờ không biết sao luôn, giờ ngồi nói hoài cũng kỳ mà giờ không lẽ không chơi. Giờ không lẽ tắt ngang chỉnh. Giờ em chỉ cần reset cái máy là một cái là ok rồi đó. Nó báo điều file không thích hợp á. Check lại sợi dây. Dây này là em xài buổi giờ luôn á. Mặt cười tít mắt. Để em coi. À có mấy bạn thấy nè, mấy bạn chỉ nè. Điều file không thích hợp á. Hôm trước giờ là em xài cái dây này em chưa đổi dây bao giờ luôn á. Nãy dây này là cái dây gốc của iPhone luôn. Sao lại không thích hợp ta? Em nghĩ là có cái bản update mới mà chưa kịp update cho nên là chưa có cái bản update mới nên là nó không cho chơi, nó không cho vô quá. Hoàng Nguyên, xin vĩnh biệt cũ. Vậy xin vĩnh biệt cũ ghê vậy ông. Rồi chết hết tim luôn mọi người. Bây giờ nó đứng nó quay khó chịu ghê luôn. Mà tắt một cái vậy nè mọi người. Thí dụ nó đứng thì nó đứng ngay từ đầu luôn đi. Sắp đụng tiếng rồi để em reset em vô lại. Thay vì nó đứng thì nó đứng bà nó luôn cho rồi. Ngay cái lúc mà mắm mới phải tạo trận đó. Không đâu. Ta tạo sóng chân ta bích sóng chân cái ba đứng hình. Mà nãy rõ ràng vô mà đúng không mọi người. Nãy rõ ràng mở lên được mà là sao em cũng không hiểu nữa. Rồi team mình đầu hàng luôn hay sao? Sorry các bạn team này nha mọi người. Trương Nguyên, 4 phút nha ngon, không kết được mình ốp. Không biết, không kết được mình ốp. Dạ sao đi mọi người nhiều nha. Mắm đang cố gắng. Tại vì em ráng câu cái livestream này cho nó đủ 1 tiếng. Có gì mắm tắt mắm bật lại. Dưới 1 tiếng là không có được tính. Mọi người chịu khó nha, đợi mắm chút xíu. Em ráng cho nó đủ 1 tiếng nè, còn 3 phút. Chịu khó nha mọi người, đợi tí. Để mắm cắm cái dây này lại. Là sao vậy trời? Ngốc San Nguyên, vì mạng yếu đó móng ơi. Mạng yếu hả? Hồi nãy nó có cái dòng thông báo thiệt. Hồi nãy nó có thông báo cái gì đó. Em chưa kịp đọc á. Có một cái dòng thông báo thiệt. Nhưng mà trước đó là nãy mình vô game được rồi. Mình kết nối được rồi. Chứ thí dụ nó bị ngay từ đầu livestream luôn. Là em biết đường, em đâu có vô chơi làm chi đâu. Cọc ghê. Đã cục sức rồi còn gặp mẹ này nữa. Giờ chắc chỉ là có một cái con đường duy nhất là reset lại máy. Xong rồi bấm coi cái phần mềm này nó có update gì không. Google bà bơ em. Để cho anh Khánh Tiên 61 phút được không. Em đang câu cái livestream này cho nó đủ 60 phút nha mọi người. Xong rồi mắm sẽ tắt livestream mắm bật lại. Chứ sợ mắm sẽ cố gắng giữ cái livestream này lại. Nhưng mà em nghi là nó đứt quá. Giờ em giữ cái khóa luồng này lại. Xong cái reset máy lại coi sao. Mọi người thông cảm nha, anh em thông cảm. Ốp mới có 2 ngày mà sự cố kỹ thuật. Ốp mới có 2 ngày. Đặc biệt là sorry team hồi nãy mới vừa vô chơi trận đầu nha. Nãy giờ em đánh không được. Nè, phát hiện nè mọi người. 100 sao. 3 phút nữa không kết được. Trường ốp nhưng vẫn tầm 100 sao. Cảm ơn anh Trường Nguyễn nha. Nè mọi người đây nè. Destroy not have install correct. Em nghi là nó update cái gì đó. Y khoan nha mọi người, có thể được á. Được, khỏi tắt. Lại nè.
Phải chi á, phải chi nó quay lúc mà mắm đang chưa có tạo trận á, là em có thời gian bằng em xử lý tự nhiên vô cho em các bạn. Thì có nghỉ luôn không đó? Dạ không có nghỉ luôn nữa ạ. Define not to check. Là sao ta? Ồ, có khi là cái dây của cục Aver. Rồi, đợi em xem. Có khi là cái dây của cái cục Aver này. Để bóng cắm lại. Bị gì vậy ta? Ồ, được rồi đó mọi người, được rồi nè. Nguyễn Toàn, hèn chi anh chơi ép. Ồ, được rồi nè. Thấy chưa? Vậy đừng có khoan nghe cả nhà. Quỷ này bữa nay nó hành em dữ lắm, khoan.